Hallelujah. Anh chị em hôm nay có vui không ạ? Đa số là chúng ta tin Chúa xong chúng ta rất là vui đúng không ạ? Anh chị biết không ạ? Khi tôi chuẩn bị đề tài hôm nay á, tôi có nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con chuẩn bị đề tài nhưng mà con sẽ không giảng cái gì con chuẩn bị đâu. Con sẽ không giảng cái gì mà con chuẩn bị, nhưng con sẽ giảng theo sự dẫn dắt của Chúa. Anh chị em biết không, gần đây Chúa dạy tôi một cái điều như thế này. Anh chị em chuẩn bị thắt dây an toàn vào nhé. Tôi tin rằng tôi cầu nguyện để xin Chúa giúp anh chị em chúng ta hết sức tỉnh táo để mà nghe cái điều ngày hôm nay. Nó rất là quan trọng. Và nếu như chúng ta không biết chúng ta đang ở trong tình trạng nào, giai đoạn nào, thì chúng ta không thể thắng được anh chị em ạ. Giống như ngày hôm thứ bảy tôi có dẫn cầu nguyện, chắc một số anh chị em chúng ta vẫn nhớ đúng không ạ? Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa qua người chị em Khen sáng ngày hôm nay có dẫn ở trong Thi Thiên 121, đặc biệt là câu 3 đúng không ạ? Tôi có nhắc đi nhắc lại câu này ở cái ngày thứ bảy tôi có dẫn cầu nguyện, đó là Đức Giê-hô-va Ngài sẽ không để cho chân của tôi bị siêu tó, đấng gìn giữ của tôi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ của tôi sẽ không để cho chân của tôi bị vấp ngã. Và đó là điều thời gian gần đây Chúa dạy tôi rất nhiều anh chị em ạ. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ một điều, đó là quyền năng của sự cầu nguyện. Quyền năng của sự cầu nguyện. Ở trong 2 Cô-rinh-tô chương 2 câu số 11. 2 Cô-rinh-tô chương 2 câu số 11. Có nói như thế này: Hầu đừng cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Lời Chúa có dạy chúng ta rằng đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Có nghĩa là chúng ta đã biết tất cả những kế hoạch của nó, đúng không anh chị em? Kế hoạch của nó là gì ạ? Ở trong Phi-e-rơ nói rằng ma quỷ như sư tử tơ rình mồi, nó sẽ đi rình xem con nào yếu thì nó cắn nuốt, đúng không ạ? Và vậy thì trong câu Kinh Thánh chúng ta đọc buổi sáng ngày hôm nay, Cô-rinh-tô này nói rằng đừng để cho ma quỷ thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Vậy thì chúng ta nhờ ai mà chúng ta thắng? Chúng ta nhờ ai mà chúng ta thắng? À, đúng rồi, chúng ta nhờ Chúa, chắc chắn là chúng ta nhờ Chúa. Và mấy ngày hôm nay Chúa dạy tôi một điều như này anh chị em ạ. Khi tôi suy nghĩ 2 Cô-rinh-tô chương 2 câu 11 ạ. Khi mà tôi suy nghĩ về cách mà ma quỷ nó đang cài bẫy con cái của Chúa ngày hôm nay. Và tôi nghĩ, tôi xin suốt từ sáng thế ký cho đến Tân Ước, tôi phát hiện ra có rất nhiều chi tiết mà Đức Chúa Trời Ngài luôn họp bàn với nhau anh chị em ạ. Ngay trong sáng thế ký Chúa nói rằng chúng ta sẽ dựng lên con người theo như hình ta và theo tượng của ta. Có từ chúng ta ở đây đúng không ạ? Có nghĩa là ba ngôi Đức Chúa Trời là số nhiều này. Và tiếp đó khi mà con người, dân chúng bắt đầu, con người, loài người bắt đầu mới dựng lên một cái tháp ba bên. Và Chúa nói rằng chúng ta hãy xuống và phá hủy cái ngôn ngữ của chúng nó, kẻo chúng nó xây được cái tháp ba bên thì sau này còn điều gì không cản trở được chúng nó. Và tôi lại nhìn thấy từ chúng ta ở đây, ba ngôi Đức Chúa Trời. Và khi Chúa bắt đầu đang họp, và có một cuộc họp mà ma quỷ nó tham dự vào đó. Nó tham dự và nó nhìn thấy, và Chúa nói rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp không? Trong sách Gióp chương 1 đó anh chị em. Và tôi lại nhìn thấy một cuộc họp nữa của Đức Chúa Trời. Và tiếp nữa, khi mà Đức Chúa Trời ba ngôi đang họp bàn với nhau, đang nói một câu chuyện như thế này: Chúng ta sẽ sai ai đi đây? Ai sẽ đi cho chúng ta đây? Và anh chị em có nhớ ai nói câu gì không? Ê-sai đúng không ạ? Ê-sai, bởi thần của Chúa, ông ấy nghe được cái cuộc họp đó. Ông ấy cảm nhận được có tiếng của ba ngôi Đức Chúa Trời đang nói câu này. Và ông xuất phát rằng: Chúa ơi, có con đây, xin hãy sai con. Và tôi nhìn thấy có ba ngôi Đức Chúa Trời đang nói chuyện với nhau là ai sẽ đi cho chúng ta. Và anh chị em biết không, và tôi đọc rất nhiều phân đoạn Kinh Thánh, tôi phát hiện ra rằng ba ngôi Đức Chúa Trời thường xuyên họp bàn với nhau. Và anh chị em biết không, ma quỷ cũng vậy. Nó thường xuyên họp bàn với nhau. Nó thường xuyên họp bàn để nó tính toán. Thậm chí Chúa dạy tôi rằng nó còn hiểu tôi, còn rõ hơn cả tôi hiểu tôi cơ anh chị em. Nó còn nghiên cứu về tôi rất rõ. Thậm chí nó cũng không cần ăn, không cần ngủ đâu anh chị em ạ. Nó nghiên cứu là tôi thích cái gì, tôi yếu cái điểm yếu nào. Phi-e-rơ nói rất là rõ. Nó đi rình khắp nơi để làm sao rình tôi bằng được. Và anh chị em đừng tưởng là có một con quỷ nha anh chị em nhé, mà rất nhiều con nó rình mình. À, xem mình có điểm yếu gì, điểm yếu của mình là gì. Và nó sẽ cắn nuốt mình ở cái điều đó. Và khi mà tôi đọc Kinh Thánh trong Thi Thiên 121 câu 3 đó, nói rằng Ngài không để cho chân của con bị siêu tó. Và cách đây khoảng độ một tuần tôi có nói hôm thứ bảy với anh chị em rồi. Khi tôi đang nằm ngủ anh chị em ạ, tôi nằm ngủ nhưng tôi vẫn thức cái khoảng tầm 3 giờ sáng, tôi nghĩ như vậy. Và Chúa cho tôi nhìn thấy một hình ảnh, một cái hố rất là to ở trước mặt của tôi này. Một cái hố rất to.
Và tôi biết cái hố này nếu như tôi ngã xuống, tôi rơi xuống thì tôi đang sập một cái bẫy. Và Chúa giải thích cho tôi cái bẫy đó. Chúa nói với tôi như thế này này. Đây là cái, xin lỗi anh chị em, tôi xin phép giấu cái điểm yếu này. Bởi vì ma quỷ nó nghiên cứu được là tôi yếu cái điểm yếu gì. Và nó gây một cái bẫy đó. Và Chúa nói với tôi rằng con ơi, đó là cái điều này. Và con cần phải tỉnh táo và bước qua nó. Và tôi lại bắt đầu sử dụng Kinh Thánh. Kinh Thánh luôn dạy tôi rằng David ông luôn cầu nguyện rằng tất cả những cái bẫy mà ma quỷ nó đào ra để dình tôi á, thì nó sẽ phải xa xuống đó. Nhưng mà có một điều kỳ lạ này anh chị em nhé. Rõ ràng rất nhiều cơ đốc nhân bị nó răng rất nhiều những cái bẫy. Nhưng rõ ràng là Chúa cứu chúng ta rất là nhiều bởi cái Thi Thiên chúng ta vừa mới đọc lúc sáng. Chúa luôn cứu chúng ta ra khỏi những điều ác. Và có những cái bẫy rất lớn anh chị em ạ. Nhưng mà có một cái điều là tôi phát hiện ra này. Nếu như chúng ta không biết đó là bẫy thì chúng ta vẫn lao vào. Bởi vì có rất nhiều người họ, thậm chí có những người họ biết đó là tội nhá, nhưng mà họ vẫn lao vào. Họ biết đó là sai, họ vẫn lao vào. Đây tôi nói ví dụ như tôi thì tôi không tôi tin là tôi, ví dụ như cái người mà bị nghiện anh chị em, tôi đã từng tiếp xúc với những anh chị em đó. Có một anh chị em ở dưới Cẩm Phả khi nói chuyện, và người anh em này rất đau khổ, đi cai nghiện 4 lần, thành công, Chúa giúp 4 lần, về tiếp tục đứng làm chứng, anh chị em biết không? Một cách tự do và công bố tôi được tự do từ tất cả mọi thứ. Và tôi cũng rất là mừng. Nhưng anh chị em biết là khoảng độ 1 tháng sau, tôi lại nghe tin người anh em đó lại nghiện lại. Mặc dù người anh em đó đã khóc với Chúa, Chúa ơi giúp con, cứu con, vì con biết cái việc này là không tốt trên con và trên mẹ của con nữa, phá tất cả tài sản của mẹ. Và cuối cùng anh chị em biết không, người đó nghiện lại. Mặc dù người đó không muốn à, có nghĩa là chúng ta biết có những cái hố chúng ta không thắng được, đúng không ạ? Và Đức Chúa Trời thì luôn luôn cảnh báo cho chúng ta, con ơi, đây là cái hố mà con đừng bước vào. Nhưng ma quỷ thì nó lại không biết nha. Và hôm đó Chúa đã cho tôi biết đó là cái hố là cái hố gì. Lấy ví dụ như là tôi vừa nói, là lấy ví dụ đó, đó là một cái hố, đó là hố nghiện này, ma túy này, có những cái hố gọi là hố dâm dục này, có những hố gọi là hố tình yêu nha anh chị em nhá. Họ bị sa vào ái tình, họ không dứt ra được. Có những người đang có vợ có chồng nhưng bị sa vào một cái ái tình của một người nam, một người nữ khác, không thể nào dứt ra được. Tôi đã nghe một cuộc nói chuyện của một người hầu việc Chúa đến nói với mục sư Nhượng. Một người hầu việc Chúa đến nói với mục sư Nhượng rằng, mục sư ơi hãy giúp tôi, bởi vì cô gái đó tôi không thể thoát được cô ấy. Bởi vì cô ấy quá dễ thương, cô ấy quá là dịu dàng, cô ấy quá là tình cảm, tôi không thể thoát được, hãy giúp tôi. Anh chị em nghe thì nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực sự khi mà rơi vào cái bẫy đó, anh chị em thực sự rất là khó vùng vẫy ra. Nhưng mà nếu như người đó đến với Đức Chúa Trời và Chúa cho họ nhìn thấy những cái bẫy đó, để chúng ta làm sao ạ? Chúng ta bước qua, chúng ta đi qua. Và tối ngày hôm qua khi tôi đang cầu nguyện với Chúa, anh chị em, khi tôi đang cầu nguyện lúc đấy là hơn 12 giờ, tôi kể điều này với anh chị em nhé. Thế giới thuộc linh nó cực kỳ hiện hữu. Mà một số người mới ở đây không biết là ma quỷ là gì thì tôi giải thích luôn này, ở trong sách Sáng Thế Ký này. Mà khi anh chị em nghe Adam và Eva rồi đúng không ạ? Và ma quỷ nó sử dụng một cái con rắn đến để dỉ tai với người nữ. Và nó nói với con người nữ rằng hãy ăn cái trái cây này đi, hãy ăn đi vì Đức Chúa Trời nói dối đấy, không chết đâu. Đó là ma quỷ xuất hiện trong Sáng Thế Ký. Và từ đấy trở đi nó vẫn cứ tiếp tục đi cám dỗ con người. Và khi tôi đang cầu nguyện, lúc đấy hơn 12 giờ đêm, anh chị em biết không, cả nhà tôi đi ngủ hết rồi, mình tôi cầu nguyện tối ngày hôm qua. Và trên tầng trên của tôi thì không biết là họ làm cái gì. Nhưng cái tiếng như kiểu tiếng chầy rã anh chị em, nó rất to, nó cứ bụp 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 như hơn 20 phút, rất to. Nên thật khi tôi cầu nguyện thì tôi không quan tâm đến những cái tiếng đấy đâu, thật sự với anh chị em. Tôi rất không quan tâm, mặc dù nó là hơn 12 giờ, nó là điều bất thường rồi, gần 1 giờ sáng rồi anh chị em. Tôi vẫn cứ cầu nguyện. Và chồng của tôi nghe thấy tiếng như vậy không chịu được, bắt đầu mới thò cửa ra, tưởng là tôi đang làm gì ở ngoài mà lạch cạch cả đêm như vậy mà không chịu đi ngủ đi cho người khác ngủ. Và khi tôi thấy chồng tôi thò mặt ra thì thấy anh ấy thấy tôi đang cầu nguyện. Thế anh nghĩ là thôi tôi đang cầu nguyện, mà anh hiểu ra là cái vấn đề là ở trên tầng trên. Và anh đi vào. Và tôi thấy rằng tôi đang bị cản trở. Và tôi nói với Chúa rằng ok, mình cầu nguyện mà cái vấn đề này nó quấy rối thì nó không sao đối với mình, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến chồng và các con mình đang ngủ. Và tôi nhân danh Chúa, anh chị em biết gì không, nó đang lọc cọc rất mạnh nha anh chị em nhá, nó giống tiếng chầy rã vào cái tường trên của nhà tôi xuống đó. Anh chị em biết gì không, tôi chỉ thẳng tay vào cái khúc đó, tôi nói nhân danh của Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho mày im miệng. Bởi vì anh chị em biết không, tôi biết khi mình cầu nguyện anh chị em ạ, là nó luôn tìm cách để nó cản trở sự cầu nguyện của mình, bởi vì tôi rất hiểu cái điều này. Và khi tôi ra lệnh như vậy, anh chị em, chưa đầy 1 phút nha, khi tôi vừa cất tiếng lên, ta ra lệnh cho mày im mồm. Bởi vì tôi biết dù nó là ai đi chăng nữa thì tôi cũng phải ra lệnh cho nó im lặng. Anh chị em biết không, im bặt luôn từ lúc đó, không si nhê một tí nào. Và tôi thấy quyền năng của Đức Chúa Trời bắt đầu vận hành trong sự cầu nguyện. Và tôi cứ tiếp tục cầu nguyện nha anh chị em. Và đến một cái khúc cầu nguyện như thế này, tôi bắt đầu nhớ lại đến một người hầu việc Chúa đã cùng thời với tôi hầu việc Chúa cách đây hơn chục năm.
và đã rất yêu mến Chúa, tôi rất yêu quý người này. Và sau đó người này phạm tội. Người này phạm tội và không đến hội thánh nữa. Anh chị em, khi bắt đầu tôi nhớ đến người này, tôi cầu nguyện, tôi khóc với Chúa, anh chị em ạ, tối ngày hôm qua. Và anh chị em biết không ạ, đã phải đến 6-7 tháng rồi tôi không nói chuyện với người này nha. Anh chị em lưu ý, lắng nghe giúp tôi cái đoạn này. Và khi tôi cầu nguyện cho người này, và tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con cầu nguyện để người này phải quay trở lại hội thánh. Thật ra anh chị em, người này đã phạm tội và khó. Và người này cảm thấy rằng không cảm thấy họ tự định kiến, định tội bản thân và họ không dám quay trở lại với Chúa nữa. Và tôi cầu nguyện với Chúa, con cầu nguyện để người này phải quay trở lại để hầu với Chúa. Người này sẽ ở trong chương trình của Chúa. Bởi vì người này đang ở trong một cái vũng bùn không thể dứt ra được khỏi tội lỗi. Và tôi cầu nguyện cho người này, anh chị em, hơn 7 tháng rồi tôi không nói chuyện. 1 giờ sáng anh chị em, khi tôi đang cầu nguyện như vậy, cầu nguyện cho người này phải mười mấy phút, tôi cầu nguyện rất mạnh mẽ, tôi ra lệnh cho cái tội lỗi mà người đó đang phạm ấy, mày phải lui đi trên người này. Và anh chị em biết, khi tôi đang cầu nguyện như vậy và tôi mỏi chân, tôi ngồi xuống, tin nhắn tinh 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 đến với tôi. Tôi mở điện thoại ra, người đó nhắn tin cho tôi. Anh chị em không biết là Đức Chúa Trời ngài làm điều gì. Và anh chị em biết, với cái tấm lòng của tôi ấy, thì thật ra với con người xác thịt, tôi nói thật với anh chị em, tôi rất ghét tội lỗi. Tôi rất ghét cái điều mà người đó vấp phải. Nhưng với Đức Chúa Trời thì tôi hiểu ngài luôn cho tôi cơ hội. Và tôi nói với Chúa như này này. Khi tôi cầu nguyện như này, Chúa ơi, có những lúc con muốn bỏ người này, nhưng con tin rằng Chúa không bỏ, thì con sẽ không bỏ người này. Con sẽ không bỏ người này trong sự cầu nguyện. Và tôi cứ cầu nguyện cho người này rất nhiều. Và khi tôi cầu nguyện, người đó nhắn tin cho tôi. Rất lạ. Và người này nói với tôi một câu rằng này: thật ra em đã muốn nhắn tin cho chị từ lâu rồi, nhưng em không biết nói từ đâu. Và em mấy ngày hôm nay em cảm nhận cái điều này. 1 giờ sáng là nếu mà nhắn tin cho tôi vào cái giờ này là không bình thường rồi anh chị em nhé. Chả ai làm như vậy cả. Bình thường thì chúng ta có cái giờ bình thường chúng ta nói chuyện, đúng không ạ? 1 giờ sáng nhắn tin đúng cái lúc mà tôi đang cầu nguyện như vậy. Và tôi hiểu là Chúa đang làm điều gì. Và anh chị em biết, Chúa, và tôi nhắn tin lại. Tôi vừa nhắn, tôi vừa cầu nguyện, mồm tôi vẫn cầu nguyện rất là to. Và tôi cầu nguyện để Chúa ấy, con cầu nguyện Chúa ban cho con sự khôn ngoan để con chinh phục được người này quay trở lại với Chúa. Và anh chị em biết, tôi cảm tạ Chúa vô cùng, Chúa ban cho mình cái sự khôn ngoan và giải quyết được cái điều mà người đó, khi khởi đầu cuộc nói chuyện, người đấy vẫn cảm thấy rằng em không vùng vẫy ra được khỏi cái tội lỗi này chị ơi, em không thể làm được. Và khi tôi phân tích ra cái điều nên làm và cái điều không nên làm cho người đó, để người đó nhìn ra vấn đề, và người đó mới nói một câu: ồ, đúng như vậy em sẽ từ bỏ và em đã biết em phải làm gì rồi. Và người đó nói với tôi sẽ quay trở lại, anh chị em ạ, sẽ quay trở lại với Chúa, quay trở lại với hội thánh. Nhưng tôi đang muốn kể với anh chị em điều gì ở đây ạ? Đó là quyền năng của sự cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện này, Đức Chúa Trời bắt đầu hành động. Tôi nhớ cái ngày mà tôi còn ở cái nhà 32 ngõ 856 mà chúng tôi cầu nguyện ở trên cái nhà thờ, cái phòng thờ của tôi á, cái phòng thờ mà chủ nhà họ luôn thờ thần tượng ở đó. Và bàn thờ thì vẫn để nguyên đồ của con trai của ông bà là đã qua đời rồi, quần áo các thứ vẫn để nguyên ở đó. Và tôi lên đấy tôi cầu nguyện, anh chị em biết, những cái thời gian tôi cầu nguyện cũng cầu nguyện đêm như vậy này. Anh cầu nguyện nhiều đến nỗi mà anh chị em biết không? Đến nỗi đá nhá, ném bụp vào cửa sổ nhà tôi, cửa sổ một cái phòng tôi cầu nguyện ấy. Tôi biết nó là không bình thường anh chị em, nhưng tôi mặc kệ, không ảnh hưởng gì đến sự cầu nguyện của tôi cả. Và có những hôm như này nữa, tôi đã từng kể rồi đấy, có tiếng người đi rầm rầm khi tôi cầu nguyện lúc khoảng 1-2 giờ sáng, rầm rầm trên cái nóc nhà ấy. Và khi mà tôi cầu nguyện xong, tôi có nhòm sang hai bên thì tôi thấy hai bên nhà là cấp 4 mà Quỳnh, đúng không? Hai bên nhà là cấp 4. Làm sao mà từ cấp 4 mà nhảy lên tầng 3 mà lại lên tít trên nóc nhà mà đi, có người nào đi được? Đằng trước, đằng sau không có ai có thể lên được trên đó. Thì rõ ràng nó là không bình thường rồi, đúng không ạ? Thì nó giống cái tình trạng tối ngày hôm qua khi tôi cầu nguyện. Và anh chị em biết không ạ? Ma quỷ ấy thì nó rất sợ những người biết cầu nguyện anh chị em ạ. Nó rất sợ người biết cầu nguyện. Và cầu nguyện anh chị em có 3 mức độ nha. Và anh chị em, tôi nói điều này để anh chị em xem mình đang ở cái mức độ nào. Có 3 mức độ, giống như là Kinh Thánh nói đền tạm ấy, là có hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh. Và nơi chí thánh anh chị em sẽ gặp gỡ Chúa ở đó. Và nơi đó ma quỷ nó sợ mất dép anh chị em ạ. Không bao giờ có sự hiện diện của bất cứ ai cả. Cho nên trong cái sự cầu nguyện của chúng ta, tôi ví như thế này này. Anh chị em, và trong sách Đa-ni-ên cũng mô tả điều đó. Cái lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đưa lên, nó giống như cái làn khói nhá. Anh chị em tưởng tượng khi mà anh chị em cầu nguyện, nó giống như cái làn khói được bốc lên như thế này này. Và ở trên là một cái tảng, đây cái trần nhà, anh chị em có thể tưởng tượng nó là một cái tảng băng đi. Và cái lời cầu nguyện của anh chị em, lời cầu nguyện đầu tiên là hành lang, ở trong lời hành lang đó nó là những cái khói bốc lên. Và nếu như khói cứ kịt ở đây thì nó cũng không làm tan được cái tảng băng, đúng không anh chị em? Nhưng khi cái khói dày ấy, cái bước độ thứ hai rồi, anh chị em là cơ đốc nhân, bước đi trong sự cầu nguyện thứ hai và anh chị em kiên trì trong sự cầu nguyện, thì cái khói đó nó có vẻ dày đặc hơn, nó đặc hơn rất là nhiều. Nhưng nó cũng không đánh tan được cái nền băng này. Và cái người cơ đốc nhân biết cầu nguyện điều thứ ba ấy, sẽ là gì? Cái làn khói đó đặc đến nỗi có lửa, và lửa sẽ hun đốt tất cả những cái tảng băng này. Và sách Đa-ni-ên có nói khi ông cầu nguyện 21 ngày kiêng ăn,
Và Đức Chúa Trời đã giải cứu ông ấy, giải cứu cái người, cái thiên vị thiên sứ ấy, đã mang câu trả lời đến cho ông ấy ở tầng trời thứ hai. Và khi mà ông ấy có sự cầu nguyện dốc đổ 21 ngày như vậy, không bỏ cuộc anh chị em ạ. Và đúng lời cầu nguyện của ông ấy có lửa và ma quỷ gì ạ, bị đánh tan. Nên là khi mà tôi cầu nguyện, tôi phát hiện ra điều này, rất nhiều lần tôi bị lừa dối. Tôi bị lừa dối trong sự cầu nguyện. Tôi luôn nghĩ như này này. Anh không biết anh chị em thế nào nha. Ví dụ này, tôi đến cầu nguyện và lúc 1 giờ chẳng hạn. Ví dụ như hôm nay tôi sẽ giảng, thì đương nhiên cái suy nghĩ của tôi sẽ là như thế này, cầu nguyện nhanh lên để mai, để đi ngủ, để mai còn giảng chứ không lấy đâu ra sức. Ví dụ như ngày hôm qua tôi dậy từ 4 giờ sáng, tôi chuẩn bị, sau đó tôi đi dẫn cầu nguyện ở tại Phú Thượng, và sau đó tôi về tôi đi Hải Phòng, Hải Phòng đến tối mịt tôi mới về, có nghĩa là không nghỉ cũng không ngủ nhá. Và đương nhiên như thế cái cơ thể của mình tự nhiên thì nó sẽ rất là mệt đúng không ạ? Nhưng khi tôi bắt đầu cầu nguyện và đến lúc 1 giờ tôi nghĩ như này, lúc gần 1 giờ tôi nghĩ như này, cầu nguyện nhanh lên để còn đi ngủ đi mai còn giảng chứ không bây giờ lấy đâu ra sức. Thường thì chúng ta luôn nghĩ như vậy, và rất nhiều cơ đốc nhân trả lời một câu như này này: em bận lắm, em không có thời gian đến cầu nguyện đâu, em bận lắm, em không có thời gian đi cầu nguyện đâu, không có thời gian để đọc kinh thánh đâu. Và anh chị em biết không ạ, hôm qua Chúa mới dạy tôi một điều, khi tôi đứng dậy tôi cầu nguyện nha, tôi đứng dậy tôi đi quanh cái nhà của tôi cầu nguyện, tôi chỉ từng góc và tôi cầu nguyện, tôi phát hiện ra một cái điều nữa, đó là Đức Chúa Trời bắt đầu thêm sức cho tôi và tôi không mệt nha anh chị em nhé. Và chúng ta hay bị lừa dối là đi ngủ thôi, ngủ sớm chứ không sức khỏe thế này, rồi lặn da thế này, rồi mụn thế kia, rất nhiều vấn đề, tóc thế này thế kia. Và chúng ta nghĩ như vậy và cuối cùng nó thành công rồi. Và cái người cầu nguyện, cái mức độ thứ nhất là khói đấy anh chị em. Khi cầu nguyện này, bắt đầu suy nghĩ này, à ngày mai ăn gì, ngày mai đi đến đâu, đối tác như thế nào, lo lắng mọi thứ nó xen vào. Anh chị em ơi, nó rất tinh tường anh chị em ạ, nó biết là giờ nào chúng ta sẽ đi cầu nguyện và nó tinh tường lắm. Nhưng nếu như anh chị em bước đến cái mức độ cầu nguyện chuyên sâu á, anh chị em có tin không? Và tôi nhớ có một tôi tớ Chúa giảng như thế này và tôi rất tin điều này. Đó là một tôi tớ Chúa khi mà đã cầu nguyện rất mạnh mẽ thì ma quỷ ấy, nó sẽ phải cách đó 1 cây số, nó không đến gần được. Và khi nó đã không quấy rối được rồi ấy, thì nó sẽ phải chạy ra khỏi mình. Và một điều khi Kinh Thánh nói, khi Chúa Giêsu giải thích với các môn đồ một câu như thế này này: hầu cho họ nghe mà không thấy, xem mà không hiểu. Và tôi có thể áp dụng điều này cho ma quỷ, anh chị em phải tin cái điều này. Đôi khi có những cái cuộc nói chuyện của chúng ta nó không có quyền nghe, nó không được phép nghe. Có những cuộc họp bàn, rõ ràng ba ngôi Đức Chúa Trời có bàn họp với nhau thường xuyên để ban phước cho chúng ta, để bảo vệ chúng ta, để gìn giữ chúng ta. Còn ma quỷ thì nó họp với nhau để nó lên kế hoạch hại chúng ta. Thế thì tại sao cơ đốc nhân không họp lại? Amen chị em. Anh chị em đang họp mỗi một ngày đấy. Anh chị em đang họp mỗi một ngày vào mỗi một buổi sáng. Họp để làm gì? Chúng ta cầu nguyện, kêu cầu với Chúa, chúng ta như một cái lò lửa đốt lên làm sao nó chịu được. Vì vậy anh chị em ạ, hãy mạnh mẽ, không sợ hãi điều chi hết. Chúng ta giống như là một cái lò đang hun đốt cái sự hiện diện của ma quỷ. Và tôi khẳng định với anh chị em, nếu như anh chị em cầu nguyện như vậy, nó không làm gì được chúng ta cả. Và chúng ta họp để chúng ta biết điều gì ạ? Ok, chúng ta biết tương lai mà Đức Chúa Trời sẽ dành cho chúng ta, cho hội thánh. Và chúng ta họp để làm gì? Như Kinh Thánh câu đầu tiên 2 Cô-rinh-tô có nói, chúng ta họp để chúng ta biết mưu trước của nó, biết cái kế hoạch của nó để Chúa giải cứu chúng ta. Và có một điều rất hay là nó không hề biết là chúng ta đã biết. Và ví dụ như Chúa nói với tôi là: con ơi, cái hố đó là cái hố. Tôi lấy một cái ví dụ nha, lấy một cái ví dụ hố ghen tị. Cái hố đó là hố ghen tị của con. Con hãy bước qua cái hố này và con hãy tránh xa cái điều này. Hoặc có một cái hố nữa mà lúc trước tôi đã đắc thắng một lần ấy, Chúa cũng nói với tôi, đó là cái hố nóng giận. Tôi rất nóng giận và mỗi lần tôi nóng thì thật sự anh chị em, mà tôi nhìn lại mấy tháng nay tôi thấy Chúa thay đổi tôi anh chị em ạ. Và đó là một cái hố tôi phải bước qua, nhưng mà Chúa luôn cho tôi nhìn thấy: con ơi, đây là cái hố mà con cần phải đi qua. Và ma quỷ nó sẽ ngã vào đó. Và Chúa cho chúng ta biết là đó là hố gì, nhưng ma quỷ nó lại không biết là Chúa đã từng cho chúng ta biết điều đó. Vì nó không có quyền được nghe, nó không có quyền được biết. Và Chúa thường nói với những cơ đốc nhân khi họ cầu nguyện, khi họ tìm kiếm Chúa hết lòng. Vì lời Chúa nói mà, khi chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng, chúng ta sẽ gặp được Ngài. Nên tôi muốn chia sẻ điều này ở đây để anh chị em chúng ta trở nên những con người cầu nguyện. Và khi tối qua tôi cầu nguyện, cái câu này rất to nha, tôi có ghi vào đây rất to luôn này: xin Chúa cho con biết, xin Chúa cho con biết. Tôi lập đi lập lại mấy chục lần câu đó: xin Chúa cho con biết. Biết cái gì ạ? Biết mưu trước của ma quỷ. Bởi vì chương 2 Cô-rinh-tô có nói chúng ta đừng để cho nó thắng, bởi vì chúng ta không phải là không biết mưu. Rõ ràng nhiều cơ đốc nhân ngày nay không biết mưu của nó. Đảm bảo với anh chị em, không biết thì mới ngã vào. Rất nhiều người ngã. Vì vậy tôi cầu nguyện điều này: Chúa ơi, cho con biết, hãy cho con thấy. Bởi vì con thấy thì con sẽ tránh được. Nhiều cơ đốc nhân không tránh được, rơi vào những cái bẫy cảm xúc anh chị em ạ. Bẫy ghen tị, bẫy đố kỵ, bẫy chia rẽ nhiều lắm anh chị em, nó hành động qua rất nhiều. Và chúng ta sẽ đến tiếp với một điều này.
Người Việt Nam mình có một câu anh chị em có nhớ là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không ạ? Chúa còn dạy chúng ta mà, khi các con xây một tòa nhà hay xây một cái thành, các con phải tính trước cái chi phí, cái tổn thất của cái thành đó thì các con mới xây được. Và nếu như đánh trận ấy, thì phải hiểu nó, phải biết nó sẽ làm gì, nó làm được những cái gì và giới hạn của nó ở đâu. Nếu như anh chị em biết giới hạn của nó ở chỗ nào rồi ấy, anh chị em tự tin lắm. Và có một điều nữa tôi cũng nhắc lại một chút này, ví dụ nhiều cơ đông nhân tự tin đến nỗi này, đi ra đường có Chúa bảo vệ, huyết Chúa Giêsu bao phủ, đi thoải mái vượt đèn đỏ, đi rất ẩu không có vấn đề gì cả. Có rất nhiều có người có suy nghĩ như thế anh chị em ạ, thật đó. Và họ nghĩ là Chúa ở cùng với mình, chết làm sao được, Chúa nói mình sẽ còn đi đây đi đó, chết làm sao được. Nhưng anh chị em, cái quan điểm thế về gặp Chúa sớm lắm anh chị em ạ. Bởi vì sao? Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan, nên đừng có bao giờ nghĩ là Chúa bảo vệ tôi rồi thì tôi có quyền làm điều này làm điều kia, sai nhá. Đôi khi Chúa có thể dùng sự chữa lành siêu nhiên đến cho chúng ta, nhưng có những lúc Chúa cũng sẽ dùng bác sĩ để chữa lành cho chúng ta. Nên đừng bao giờ nghĩ là cứ phải là Chúa bảo vệ tôi. Rõ ràng Chúa có bảo vệ. Ví giống như tôi có lấy một cái ví dụ ở trong Sài Gòn đúng không ạ? Khi tôi vào Sài Gòn, chồng tôi có nói với tôi là em cất ngay cái túi sách đi. Và trong này, chỗ đó là Bình Dương. Em mà vào trong này mà em đeo cái túi như thế này ấy, đảm bảo với em là chỉ em ra được một lúc 5 phút thôi em không còn cái túi đâu. Và tôi là kinh thế á, bảo thật. Xong tôi tưởng là chồng tôi đùa, và cuối cùng ai cũng bảo dặn tôi như thế. Chồng tôi bảo em nhìn ra ngoài đường xem có người nào người ta đeo túi sách như ở Hà Nội không? Không một người nào đeo. Và tôi mới biết trong đó là cướp giật rất là nhiều. Vậy thì nếu như đã biết rồi mà cố tình đeo mà lại nói rằng là Chúa bảo vệ tôi ấy, thì rõ ràng lúc đấy mất thì đừng có gọi Chúa, đúng không ạ? Đó anh chị em, mất là đúng rồi. Nên là đôi khi ấy, rõ ràng huyết Chúa Giêsu bao phủ, và tôi tin hôm nọ tôi có nói đó là Chúa đánh dấu huyết của Ngài trên những tôi tớ của Chúa. Nên tại sao ấy, ma quỷ thì nó rất muốn giết chúng ta anh chị em ạ, nhưng nó không làm được đâu, không thể làm được. Chúng ta sống đúng, chúng ta vâng phục, chúng ta làm đúng như tham gia giao thông như Việt đó, rất đúng, làm đúng tiêu chuẩn mọi thứ, mình không vi phạm cái gì cả đó, thì làm sao nó làm gì được mình. Nên là chúng ta phải hiểu rõ cái điều này nhé. Đôi khi đừng có tin thái quá là cái chuyện Chúa bảo vệ con, rõ ràng Chúa bảo vệ, nhưng nếu chúng ta ẩu ấy, chắc chắn chúng ta phải trả giá, đúng không ạ? Nên là hãy cầu nguyện điều đó để chúng ta biết kế hoạch của ma quỷ. Ở trong Thi Thiên chương 7 câu 14 câu 17 có một câu như thế này. Anh chị em có thể không cần giờ, tôi đọc cho anh chị em thôi. Và tôi cứ tìm hiểu những cái điều này. Kinh Thánh nói rằng: "Kìa kẻ giữ kiêu mang gian ác, hoài thai sự hiểm độc và sinh ra dối trá, hắn đào hầm, đào hố nhưng lại té xuống hố đã đào. Tội ác hắn đổ lại trên đầu hắn và sự bạo hành giáng trên trán hắn. Con sẽ cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự công chính của Ngài và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là đấng chí cao." Và ở trong một cái bản dịch khác kia nói rằng: "Kìa nó thai nghén điều dữ, nó kêu mang điều gian ác và sinh ra sự gian dối, nó đào hố rồi khoét cho thật sâu, nhưng chính nó sẽ sa xuống cái hố mà nó đã đào." Nên là những con cái Chúa anh chị em ạ, nếu như chúng ta có sự cầu nguyện, chúng ta phải nên nhớ cơ đốc nhân là phải cầu nguyện, đúng không ạ? Hôm qua hình như Việt có nói là nếu như không cầu nguyện hay là nếu như không tham gia vào công tác phục vụ thì rõ ràng đấy là không phục vụ, đúng không? Không được, không đóng góp gì cả, thì cái bộ phận đấy nó sẽ yếu. Như bạn nói là bạn ngồi một tuần bạn không đứng lại, không đứng dậy vì cái công việc của bạn ấy là cứ ngồi nhiều quá, đến lúc bạn không đứng được, bạn không lết được thì bạn thấy là cái đôi chân của bạn là không có đóng góp cho cơ thể trong một tuần vừa qua. Sự cầu nguyện cũng như vậy, nếu như chúng ta không cầu nguyện thì tâm linh chúng ta yếu anh chị em ạ. Nên là chúng ta cần phải biết trong sự cầu nguyện. Ở Thi Thiên chương 34 câu 7 có một câu rất là hay, đó là: "Thiên sứ của Chúa bao phủ những người kính sợ Ngài và Ngài giải cứu họ." Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bao phủ người kính sợ Ngài và Ngài luôn luôn giải cứu họ. Có một lần khi tôi cầu nguyện anh chị em, tôi thấy một cái hình ảnh một người bị đưa xuống nhà xác và vào cái gọi là cái lò thiêu ấy. Và tôi hỏi Chúa điều gì xảy ra, sao Chúa lại cho con nhìn thấy cái điều này? Và Chúa trả lời tôi: "Nếu như con không có Chúa thì con chính là cái người bị đưa xuống lò thiêu rồi." Anh chị em, để tôi giải thích cái điều này kỹ hơn cho anh chị em hiểu. Tôi đã chết hụt rất nhiều lần. Đặc biệt một cái lần năm 2004 bên Nga, tôi đã từng kể và một số người ở đây được nghe rồi. Cái lần đó tôi ở nhà với bác của tôi và tôi đã, lúc đó ở bên Nga. Và bên Nga nó, anh chị em biết, nó có một cái sự gọi là cướp giật, cướp bóc, và đã cướp là nó giết nha. Không có chuyện cướp đồ không, nó đã cướp là nó giết. Và tôi và anh của tôi và một đứa bé nó hơn một tuổi ở trong nhà. Và nó lên kế hoạch, nó lên kế hoạch rất kỹ. Và khi công an vào cái nhà của nó điều tra ra thì nó đã lên kế hoạch cho cái vụ cướp đó rất lâu rồi. Và ngày hôm đó có ba chúng tôi ở nhà. Và hôm đó Chúa làm một cái điều rất là lạ kỳ. Ngày hôm đó một năm trời bác tôi không bao giờ bảo tôi đi ra ngoài. Tự dưng ngày hôm đó bác tôi nói rằng là hôm nay con lên chợ giúp bác đi. Và tự dưng hôm đó tôi được ra khỏi nhà.
và trong kế hoạch, ngoài kế hoạch của chúng nó. Và bác tôi đưa cái người đứa bé đó ra khỏi nhà, để lại một người anh 14 tuổi ngủ ở nhà. Và những cái kẻ cướp kia thì lại không biết là hai người kia đã ra khỏi nhà. Nó căn đúng cái giờ đó và nó đến thôi. Và theo cái chương trình hàng ngày là chúng tôi ở nhà cả ba đứa. Và hôm đó nó ập vào, nó giết anh của tôi. Và ngày hôm đó tôi được Chúa Ngài giải cứu rất nhiều lần anh chị em. Tôi kể ra thì ở đây nó quá nhiều lần. Và nếu như Chúa không giải cứu tôi ấy, thì đúng anh chị em, phép lạ ở chỗ đấy đấy. Nhiều khi chúng ta nói rằng là Chúa ơi cho con nhìn thấy phép lạ. Tôi hay xin Chúa cho con nhìn thấy phép lạ. Và Chúa cho tôi nhìn thấy phép lạ. Đấy, con nhìn thấy cái người chuẩn bị đưa vào lò thiêu là con đấy. Có thể là con rồi, bởi vì con, nếu ta không giải cứu con nhiều lần. Đấy, phép lạ ở chỗ đấy đấy. Hãy biết ơn Chúa. Phép lạ ở cái chỗ là ngày, nếu như không có Chúa thì hôm nay mình không ngồi đây này. Mình có thể mình đang ngồi ở chợ, hay mình ở cái chỗ nào đó, có thể có người thì đang ở trong tù đấy anh chị em. Nên phép lạ của chúng ta ở trên chính đời sống của chúng ta, nên hãy biết ơn Chúa. Vì chúng ta còn ở đây ngày hôm nay. Có những người tôi nghe kể anh chị em ạ, có những người chị em tâm sự với tôi tâm huyết lắm. Chị mất nhà, mất thế này, mất thế kia. Và tôi đã cảm thấy thương xót lắm rồi. Nhưng khi nghe người khác kể, người đấy còn mất khủng khiếp hơn, đau khổ hơn nữa, còn bị chồng hành hạ nhiều thứ hơn nữa. Thế có nghĩa là chúng ta vẫn tốt hơn nhiều người đúng không anh chị em? Cũng biết ơn Chúa, vì Chúa chắc chắn là đấng sẽ hồi phục chúng ta. Và vì vậy anh chị em, chúng ta cần phải bẻ gãy kế hoạch của ma quỷ. Tôi nói với anh chị em, tôi hỏi anh chị em này, điều này. Theo anh chị em thì Chúa Giê-xu có để yên cho ma quỷ không ạ? Anh chị em có nhớ được tình huống nào mà Chúa Giê-xu không để yên không? Có ai nhớ không? Chúa Giê-xu không bao giờ để yên cho ma quỷ nha. Một số tư tưởng sai lầm như thế này này. Một số người nói với tôi rằng là em bị khó khăn, em bị nợ nần, em bị túng thiếu như này, chắc là Chúa đang sửa trị em, hay là Chúa đang thử thách em. Rồi một số người nói rằng tôi bị bệnh, tôi bị căn bệnh ung thư, có thể là Chúa thử thách hay là sửa trị tôi. Và khi cái suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ nghĩ là nếu như mà là Chúa sửa trị con ấy thì con cam chịu, đúng không ạ? Nhiều người họ nghĩ như vậy. Nếu như mà đến từ Chúa thì Ngài là tốt lành, và nếu như Chúa muốn con nghèo để Ngài thử thách con thì con chịu. Nhưng mà nhầm anh chị em nhé. Kế hoạch của Đức Chúa Trời không phải như vậy. Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho chúng ta được giàu có, được thịnh vượng, được tự do khỏi ách nô lệ. Và tôi đọc với anh chị em một câu kinh thánh nha, để tôi chỉ cho anh chị em biết là Chúa không bao giờ để nó yên này. Ở trong Luca chương 4 câu 33, câu 34 có một câu chuyện một người bị linh ô uế ám, quỷ ô uế đó. Ở trong hội thánh, Chúa đang giảng trong nhà thờ. Và bỗng dưng người này hét lên như này này. Hỡi Giê-xu ở Nazareth, chúng tôi với Ngài có can hệ gì mà Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Anh chị em biết không? Chúa Giê-xu không để yên cho nó. Vậy thì tại sao chúng ta để yên cho nó? Tại sao chúng ta để yên cho nó làm hành động trên cuộc đời của mình? Không, không cho phép. Và tiếp nha, một câu chuyện nữa. Chúa Giê-xu ở trong Ma-thi-ơ chương 8 câu 28, khi Ngài sang bờ biển bên kia, vào địa phận Gadara, Chúa gặp hai người bị quỷ ám từ các cái mồ mả đi ra. Chúng rất là hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. Ma-thi-ơ chương 8 câu 28. Và chúng gào lên như thế này. Hỡi con Đức Chúa Trời, chúng tôi có liên can gì đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn định hay không? Và nó nói với Chúa như thế đấy. Và câu chuyện này khi anh chị em đọc, anh chị em sẽ thấy Chúa chủ động sang cái thành này. Và chỉ mỗi giải cứu người này thôi. Sau đó Ngài lại lên thuyền đi về. Đấy. Có nghĩa là Chúa không để yên cho bàn tay của ma quỷ trên đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng không nên để yên cho nó làm gì. Nếu như chúng ta biết địch ấy, thì chúng ta sẽ thắng, đúng không ạ? Chúa Giê-xu không để yên thì tôi cũng sẽ không để yên. Tôi có một cái câu chuyện như này rất là hay. Một người này đi xuống cái bờ sông để tắm. Và khi người ta nói rằng ở sông này rất nhiều cá, rất nhiều rắn, rất nhiều những cái con vật này, con vật kia đấy. Và ông này ông nói rằng thôi tôi xuống tắm. Và ông xuống tắm ông thấy sông cũng khá sạch, ông không thấy gì hết. Ông lên bảo là làm gì có con gì. Anh cứ nói đấy, làm gì có cái con gì. Làm gì con gì bẩn đâu, tôi chả thấy con gì cả. Và sau đó cái người chủ cái ao đó mới cầm cái trích điện đấy anh chị em, cho anh ấy đứng nhìn nó. Và khi trích điện xuống cái sông đó, anh chị em biết điều gì xảy ra không? Tưởng tượng chưa? Kinh khủng không? Nó phụt lên rất nhiều những cái con ô uế, những cái con đúng những cái gì mà anh ấy nói. Vậy thì không có nghĩa là chúng ta đang bình thường, chúng ta đang bình thường mà là không có cái gì cả. Mà Chúa Giê-xu ở đây, Ngài giống như cái trích điện kia kìa. Chúng ta đang đến với Chúa mỗi một ngày này, chúng ta đang trích điện đó. Làm sao nó tồn tại được? Nó phải hiện diện, nó phải nổi lên. Để chúng ta diệt bỏ nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Nên anh chị em, tôi luôn nói điều này với anh chị em là hãy để ý trong cuộc sống của chúng ta có chỗ nào mà ma quỷ nó đặt tay vào hay không. Chúng ta có quyền đuổi. Giống như khi tối qua tôi cầu nguyện, tôi đuổi cái điều đó đến trên cái người mà tôi cầu nguyện. 7 tháng nay tôi không gặp, không nói chuyện, không thèm nói chuyện.
tôi đã phải khóc và tôi dâng lên cho Chúa. Và ngày hôm qua tôi quyết định tiếp tục kêu gào với Chúa cho người đó, và người đó đã nhắn tin cho tôi như vậy. Và anh chị em ơi, chúng ta có quyền nói trên sự cầu nguyện của anh chị em. Hãy trở nên cơ đốc nhân gì ạ? Bước vào nơi chi thánh cùng với Chúa. Nên là khi anh chị em cầu nguyện nha, hãy tỉnh thức giúp tôi cái điều này này. Nó hay nói với anh chị em là nấu cơm. Nhiều lúc đứng dậy cho con đi học, đứng dậy nhanh, làm điều này, làm điều kia. Anh chị em sẽ khó để bước vào sự cầu nguyện dốc đổ. Và nếu như anh chị em bước được vào sự cầu nguyện dốc đổ, sẽ có cái biểu hiện này này. Anh chị em sẽ không quan tâm đến thời gian và không gian. Dù là 5 tiếng, anh chị em tưởng tượng nó chỉ là 1 tiếng thôi. Anh chị em thử cái hôm nào anh chị em cầu nguyện như vậy đi. Và nếu như anh chị em cầu nguyện trong cái sự dốc đổ mạnh mẽ đó, anh chị em sẽ không thấy cơ thể bị mệt. Mặc dù bình thường nhá, bình thường nếu như mà tôi nói chuyện với Việt có hôm 3 giờ sáng, Việt ở nhà tôi, Việt Ngọc ở nhà tôi đó, có hôm 3 giờ sáng rồi, lúc đấy là tôi mệt rồi, tôi bị mệt đầu rồi. Tôi cảm thấy là cái đầu tôi nó trũng rồi, tôi muốn đi ngủ. Tôi bảo thôi em ơi đi về đi. đi về đi để còn đi nghỉ, mai còn đi, mai có việc gì đó. Nhưng mà anh chị em nếu như trong sự cầu nguyện ấy, không thấy mệt. Không bao giờ mệt anh chị em ạ, Chúa thêm sức. Và tôi mới hiểu ra là khi mà tôi đi học trường Kinh Thánh cả ngày như vậy, sáng tôi dậy sớm từ 4 giờ để tôi đổ xôi, tôi bán hàng ăn sáng, đến 8 giờ tôi đi học trường Kinh Thánh, về tiếp tục tôi cầu nguyện đến sáng 4 giờ. Anh chị em không tưởng tượng một tuần nó như vậy và tôi không ngủ nhá. Đến tôi biết là tôi sợ là tôi sẽ buồn ngủ, tôi còn pha cà phê thật đặc hay là pha chè thật đặc để tôi cầu nguyện, tôi cầu nguyện. Mà không mệt. Vì sao tôi đến bây giờ khi tôi lười rồi ấy, thì tôi bảo không biết ngày xưa mình lấy đâu ra sức. Nhưng khi mình cầu nguyện lại, mình cầu nguyện xin Chúa giúp mình, thì tôi mới thấy sức từ nơi Chúa. Nên anh chị em ơi, đừng tính toán với Chúa giờ giấc. Khi anh chị em ngồi với Chúa ấy, cái một điều này dễ xảy ra lắm này. Sắp đến giờ này, đến giờ kia rồi, công việc này, công việc kia phải đứng dậy. Nhưng anh chị em, tôi cũng muốn chia sẻ điều này nữa. Hôm qua chúng có một lời Chúa trong Kinh Thánh nói như này. Nói rằng khi anh em ăn ở hòa thuận ấy, thật tốt đẹp thay. Nhưng ở trong một cái bản dịch khác nói rằng khi anh chị em nhóm hiệp lại hòa thuận ấy, thì Chúa sức dầu cho anh chị em và sự sức dầu của Chúa đến đời đời cho anh chị em. Và Kinh Thánh cũng nói là chớ bỏ sự nhóm lại như những kẻ quen làm. Đây tôi làm chứng với anh chị em. Hôm qua tôi đi nhóm tại Hải Phòng, nhẽ ra tôi không đi cái ngày hôm qua. Bởi vì tôi nói với chồng tôi là em đi cả tuần rồi, em muốn ở nhà để chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm nay. Nhưng mà nghĩ thế nào trong lòng rất muốn đi. Và cuối cùng vẫn đi, anh chị em đi. Và chiều ngày hôm qua tôi dự cái buổi nhóm ở tại Hải Phòng, người anh em Việt có chia sẻ lời Chúa ở dưới đó. Và thật sự anh em, tôi nghe bài giảng đó, tôi cảm thấy tôi nhận được rất nhiều điều. Và tôi hiểu ra một vấn đề anh chị em ạ. Nếu như mình bỏ một buổi nhóm ấy, mình có thể mình không lường trước được là mình đã bỏ qua những cái gì đâu anh chị em ạ. Nhưng nếu mà mình đi một buổi nhóm ấy, thì anh chị em cũng không biết là anh chị em nhận lãnh được những cái gì rất vô giá anh chị em ạ. Và tôi nói với anh chị em điều này, anh chị em có tin không ạ? Là khi anh chị em đi ngủ ạ, thì tất cả những cái gì anh chị em nghe hàng ngày, anh chị em đi nhóm ạ, nó sẽ lặp lại trong tiềm thức, ý thức của anh chị em, lặp đi lặp lại đến 7 lần trong tâm trí của anh chị em. Và nếu như anh chị em đời sống của anh chị em cầu nguyện, tìm kiếm Chúa, đi nhóm, anh chị em sẽ nhận được rất nhiều và nó sẽ hình thành lên tính cách của chúng ta, hình thành lên phẩm chất, hình thành lên đời sống tâm linh, và anh chị em sẽ trở nên một cơ đốc nhân thực sự là thuộc linh đấy anh chị em ạ. Còn nếu như chúng ta bỏ nhóm như những người quen làm, thật sự anh chị em bỏ một buổi, tôi không biết được là tôi đã bỏ lỡ cái gì anh chị em ạ. Nên là bao nhiêu năm nay hai vợ chồng tôi sẽ đã thỏa thuận là trừ khi tôi đi đẻ thì tôi mới không bỏ nhóm thôi. Tôi nói thật á. Hoặc là con cái ốm quá, nhưng mà thật sự hầu như vẫn đi nhóm kể cả ốm. Nên là anh chị em, tôi rất sợ mình bị bỏ lỡ cái gì đó khi chúng ta không đi nhóm. Nên có thể Chúa cho chúng ta nhiều thứ hơn, chúng ta biết được nhiều thứ hơn, đúng không ạ? Nên là hãy trung tín đi nhóm. Rồi, tôi sẽ nói điều cuối cùng để anh chị em, khi anh chị em cầu nguyện, anh chị em biết vị trí của ma quỷ rồi, khi đã biết rồi nhá, thì anh cầu nguyện như này này. Nhân danh của Chúa Giêsu, khi tôi cầu nguyện cho người này, tao bẻ gãy công việc của mày trên người A. Nhân danh của Chúa Giêsu, tao cầu nguyện, con cầu nguyện, tao bẻ gãy. Anh chị em nói với nó, đang nói cái từ tao mày thì chúng ta sử dụng trong, chúng ta chỉ nói với ma quỷ thôi nhá, không được nói với khi đang cầu nguyện, nhầm đôi khi nhầm lẫn chết giờ. Thì nếu mà chồng của chúng ta, và chúng ta biết là ma quỷ nó sử dụng anh ấy, bởi vì anh chưa tin Chúa, nó sẽ cắn phá chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ cầu nguyện gì ạ? Nhân danh của Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho mày phải lui trên chồng của ta, phải lui ra khỏi người này, tao bẻ gãy công việc của mày. Và anh chị em biết chi tiết vấn đề gì, anh chị em hãy cầu nguyện chính xác vào vấn đề đó. Để tôi nói một cái ví dụ như anh chị em này, anh chị em tin nữa nha. Tôi biết có một đôi, họ đã có gia đình và họ vẫn phạm tội với người khác. Và người này, thật ra là anh chị em tôi biết. Và sau đó anh chị em biết không, tôi cầu nguyện. Tôi đã từng nói với anh chị em rồi, không có gì vượt xa khỏi sự cầu nguyện của anh chị em đâu. Và tôi cầu nguyện như này, nhân danh của Chúa Giêsu, tôi đọc tên cái người thứ ba kia. Mày phải lìa khỏi cái cô gái này. Anh chị em tin không? Anh chị em có tin là họ phải đi không ạ? Và đó, nếu như anh chị em cầu nguyện cho bất cứ ai, cũng như vậy thôi.
Nếu như anh chị em thấy anh em mình kém sự khôn ngoan, Kinh Thánh dạy mà. Nếu như trong anh em có ai kém sự khôn ngoan, sự hiểu biết, hãy cầu xin Chúa là Đấng ban cho anh chị em một cách rộng rãi. Anh chị em có quyền ra lệnh và cầu xin Chúa sự khôn ngoan đến. Cũng như vậy, anh chị em có quyền đuổi những cái gì mà không đến từ Chúa. Trong sách Gia Cơ nói, Đức Giê-hô-va bao trọn mọi sự tốt lành đến từ Ngài. Và mọi sự tốt lành đều đến từ Ngài. Thế thì tất cả những gì không tốt lành không đến từ Chúa. Tất cả những gì không tốt lành không đến từ Chúa. Và ngoài Ngài ra con không nhận được một nguồn phước nào khác. David ông đã cầu nguyện như vậy. Ngoài Đức Giê-hô-va ra con không nhận được một nguồn phước nào khác. Ý là như này. Anh chị em đi có thể đi làm. Có thể cái người lãnh đạo của anh chị em giúp đỡ anh chị em kiếm được nhiều tiền. Nhưng anh chị em phải luôn luôn lưu ý là cái này là đến từ Chúa, không phải người đó. Đương nhiên chúng ta vẫn biết ơn cái người lãnh đạo của chúng ta, nhưng trên tinh thần là Chúa đưa người đó đến trên chúng ta, cho chúng ta. Bởi vì Gia Cơ nói như vậy, không có một điều tốt lành nào là không đến từ Chúa cả. Và tất cả những điều tốt con nhận được ngày hôm nay là đến từ Chúa. Ngài khiến con được tự do và giải phóng. Vì vậy anh chị em, trong tháng này chúng ta đang cầu nguyện nguyện một điều. Mặc áo giáp của sự công bình, trang bị vũ khí thuộc linh mà anh chị em có. Bằng gì? Chúa nói, trong Esai 59 có một câu khi mà nói về Chúa này. Chúa khoác lên mình áo giáp công chính và đội lên đầu mão cứu rỗi. Chúa mặc cho mình cái áo dài của sự báo thù và choàng lên người áo của lòng sốt sắng. Chúa rất là sốt sắng báo thù anh chị em nhá. Nên tôi bảo anh chị em rồi, đừng bao giờ để nó yên. Không bao giờ được phép động chạm đến người thân của mình là không được. Và nếu như anh chị em cầu nguyện, có một cái chi tiết này tôi cũng muốn nói với anh chị em nữa. Khi anh chị em cầu nguyện cho một ai đó, ví dụ như tôi vừa hướng dẫn anh chị em là cầu nguyện hủy phá cho người A, người B ấy, anh chị em cũng phải cầu nguyện xin Chúa bao phủ gìn giữ gia đình của mình. Bởi vì nó có thể cắn gót người thân của mình, làm ảnh hưởng đến đời sống của mình. Và khi anh chị em ý thức điều đó, anh chị em cầu nguyện, nó không sờ chạm được đến họ. Nó không hề giờ chạm. Có một lần khi tôi đang cầu nguyện và tôi nhìn thấy hình ảnh, tôi đang di chuyển, có một cái bọc, có một cái hào quang ở xung quanh tôi. Lúc đấy tôi không hiểu chuyện gì và tôi nhìn thấy rất nhiều những cái con quỷ nó ở trên cái bọc đó. Và tôi hiểu một điều, đó là Chúa đang bảo vệ tôi và kẻ thù không làm gì được tôi cả. Nên đó là khi anh chị em cầu nguyện với anh chị em, bởi vì anh chị em là những đa số là những người mới, chúng ta chưa biết thì chúng ta phải ý thức là chúng ta phải cầu nguyện cho cả gia đình của chúng ta nữa. Thì chúng ta bắt đầu khi mà nó dùng những chiêu trò với chúng ta rồi á, nó thấy thất bại rồi thì nó yếu, nó bỏ cuộc. Vì vậy anh chị em, nó rất sợ người biết cầu nguyện, nên nhớ nhá. Nó không sợ anh chị em cái gì đâu, nó chỉ sợ anh chị em khi anh chị em ngồi xuống cầu nguyện thôi. Nó sợ lắm. Và nếu anh chị em vượt qua được cái làn khói thứ nhất, làn khói thứ hai, anh chị em đến với làn khói thứ ba á, thì từ đó trở đi anh chị em biết không, nó không dám đến gần anh chị em một tí nào luôn. Không biết là quá giờ chưa nhỉ? Tôi có nhiều điều muốn nói với anh chị em quá. Ok, vậy còn một điều nữa nha. Chúng ta đến, đây là để được đáp lời cầu nguyện thì chúng ta phải làm như nào trong Sáng Thế Ký. Chương 35 câu 1 đến câu 5. Sáng Thế Ký chương 35. Có một cái câu chuyện như thế này ạ. Anh chị em có thể đọc nhé. Ban truyền thông có thể chiếu giúp. Có một cái câu chuyện khi anh chị em đến để mà đối diện với kẻ thù ạ. Thì ở đây nói về Gia-cốp. Chương 35 tôi đọc nhé. Đức Chúa Trời phán với Gia-cốp, hãy mau đi lên Bê-tên và ở đó. Cũng hãy lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là Đấng đã hiện ra với con khi con chạy trốn anh con là Ê-sau. Gia-cốp bảo người nhà và những người cùng đi với ông, hãy dẹp bỏ các thần tượng ngoại bang khỏi các ngươi, thanh tẩy chính mình và thay áo quần. Chúng ta hãy chuẩn bị đi lên Bê-tên. Ta sẽ lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là Đấng nhậm lời ta trong ngày nguy khốn và đã phù hộ ta trong suốt chặng đường. Họ liền nộp cho Gia-cốp tất cả những thần tượng ngoại bang mà họ đang giữ, cũng như các khoen họ đang đeo trên tai. Gia-cốp đem chôn những thứ đó dưới gốc cây, sồi gần thành Si-chem. Câu 5 này. Gia đình Gia-cốp lên đường, Đức Chúa Trời giáng kinh hãi trên các thành chung quanh đó, nên không một ai dám đuổi theo các con trai Gia-cốp. Câu chuyện này nói gì, anh chị em đã nhận ra điều gì chưa? Đó là muốn gì kẻ thù nó kinh hãi mình á, muốn kẻ thù nó chạy khỏi mình ấy, muốn kẻ thù nó không dám đuổi theo mình ấy. Câu 2 này, hãy dẹp bỏ các thần tượng ngoại bang khỏi các ngươi, thanh tẩy chính mình và thay áo quần. Và sau đó họ liền lộp cho Gia-cốp tất cả những thần tượng đó. Bây giờ tra xét lại mình có nhiều thần tượng gì không? Có nhiều lắm anh chị em, để tôi đọc đây này. Có những người nhá, là bùa, đúng không? Bùa bình an, bùa hộ mệnh gì đó, rồi thần tài gì đó, nhiều nhiều lắm. Rồi có người thì thờ tượng mẹ Mary và cầu nguyện với mẹ Mary. Có những người là bùa bình an, rồi bùa bảo vệ, rồi dâng con cái lên chùa. Đấy là cái thần tượng đấy. Và Kinh Thánh nói ở đây là anh chị em phải loại bỏ các thần tượng đó.
Tôi kể một câu chuyện vui này anh chị em nhé. Có một cái cô này ở bên Nga, tôi được nghe mục sư ở bên Nga kể. Cái cô này cô mới tin Chúa, nhưng mà nhà cô ấy có một cái vị gọi là vị tượng thần thần thổ địa, gọi là giữ cửa hàng ấy. Đó, hôm đó cô ấy mới cúng cái gì đó mà nó có liên quan đến đến đồ ăn mặn, thì cô bị rơi vào cái tai của cái ông thần thổ địa đó. Và bình thường là cô ấy luôn cầu nguyện với cái ông này như này: xin thần ngài giữ cho con cái quán này bình an và bảo vệ, để bọn trẻ con hay là những người khác không thể nào đến để cướp hay là trộm cắp cái quán của con được, không ăn cắp hàng hóa của con được. Thế hôm đấy cô ấy mới bị quẹt cái thức ăn vào trên tai của cô đó, cái ông tượng đó, thì đêm hôm đó thì chuột nó đến nó khoét cái tai của ông tượng. Và sau hôm đó cô ấy sợ quá, trẻ em bảo cô sợ quá. Cô ấy tưởng là như vậy thì là cô ấy phạm tội với thần. Phạm tội với thần thế này thì chết, mình không giữ được thần. Cô đến gặp mục sư: mục sư ơi, khóc lóc, mục sư ơi, bây giờ em phải làm thế nào, em làm như vậy không biết là em có bị chết không, em có bị phạt không, em có bị thế này thế kia không. Ông mục sư nói câu rất là hay: cái ông ấy, ông thần ấy, đến tai của ông cũng không giữ được, ông làm sao giữ được cửa hàng của cô. Đến cái tai của ông ta còn không giữ được thì làm sao ta giữ được cái cửa hàng của cô, đúng không anh chị em? Ông chú của tôi làm thầy cúng nha, nói rất nhiều điều hay tốt đẹp thế này thế kia cho người khác, phán rất là hay, bùa này bùa kia, bùa bình an các thứ, anh chém với ông hơn 40 tuổi ung thư chết. Đến ông ấy còn không bảo vệ được ông ấy thì làm sao ông ấy cho sự bình an cho người khác được. Nên anh chém đừng bao giờ tin vào bất cứ một cái gì. Anh chém thấy bây giờ trên mạng nó bán rất nhiều cái loại vòng, rất cái loại đeo ở trên người để mang cái sự hộ mệnh, thậm chí có những người xăm vào đó để mang một cái thần tượng nào đó. Vậy thì lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay là hãy loại bỏ tất cả điều đó. Nếu như anh chị em còn mang thần tượng trên mình á, trên gia đình của mình ấy, hay em vẫn còn tin một cái gì đó vào cái điều đó, thì rõ ràng không nhận được câu số 5. Vì như vậy thì gia đình Gia-cốp lên đường, Đức Chúa Trời bắt đầu mới giáng kinh hãi đến trên những kẻ mà đuổi theo cả gia đình của Gia-cốp. Và anh chị em ơi, nếu như anh chị em loại bỏ mọi thần tượng đó thì Đức Chúa Trời bảo vệ cả gia đình của chúng ta. Câu 5 nói như vậy, Đức Chúa Trời bảo vệ, kẻ thù không đuổi theo kịp chúng ta, nó không làm gì được chúng ta. Nhưng với một điều kiện, anh chị em phải bỏ tất cả những cái thần tượng đó ra khỏi đời sống của mình. Và anh chị em phải ở trong sự cầu nguyện. Hallelujah. Và sự cầu nguyện thật, nó là sự cầu nguyện kiên trì anh chị em ạ. Sự cầu nguyện kiên trì. Câu trả lời sẽ không bao giờ đến được với người hay hỏi câu hỏi như thế này: tại sao? Tại sao? Tại sao? Chúa không thể đáp lời một người hay nói câu hỏi tại sao, tại sao và tại sao. Chúa ơi, tại sao điều này lại xảy ra với con? Chúa ơi, tại sao con lại bị như thế này? Chúa ơi, tại sao điều này lại xảy ra? Tại sao? Và những người hay hỏi câu hỏi tại sao, anh chị em, câu trả lời khó có thể đến được với họ, rất khó. Câu hỏi tại sao này nó cũng đồng nghĩa với việc lo lắng của anh chị em, nó cũng đồng nghĩa với sự bất an của anh chị em, sự không tin cậy Chúa của anh chị em. Thì anh chị em mới hỏi tại sao, đúng không ạ? Và đây tôi nói cho anh chị em, đó là lý do tại sao nhiều người không được đáp lời cầu nguyện. Đó là tại sao? Ví dụ con tôi mà tin tưởng tôi ấy, thì chỉ cần tin thôi, không cần hỏi là tại sao mẹ không cho con. Đừng hỏi con cứ suốt ngày: thế mẹ ơi, mẹ không cho con à? Thế tại sao mẹ không cho con? Thì tôi thấy là không được, không có đức tin rồi, đúng không ạ? Con không tin mẹ à? Thế mẹ không có đủ uy tín để con tin mẹ à? Đúng không anh chị em? Và đừng bao giờ hỏi những cái câu hỏi tại sao, chỉ cần tin thôi. Làm chứng một chút nữa, không muốn kết thúc tí nào. Ngày hôm qua khi tôi cầu nguyện, cái rèm này nó đang chắc một số anh chị em vẫn nhìn thấy nhá. Anh chị em nhìn hộ tôi ra ngoài rất rộng, đúng không ạ? Rộng lắm. Và khi hôm qua tôi cầu nguyện, và tôi nhớ đến câu Kinh Thánh nói, Chúa nói rằng trời là của ta, đất là của ta, vàng là của ta, bạc là của ta, tất cả những gì là của Ngài, đúng không ạ? Và tôi bắt đầu hiểu ra, ôi thì tại sao mình tâm trí mình bé thế? Chúa nói tất cả những cái này của Ngài á, và nếu như mình xin Chúa ấy, thật ra một cái tòa nhỏ, cái tòa nhỏ nhỏ kia Chúa cho mình được ấy. Nếu mà mình tin, bởi vì tôi nhớ một lời câu Kinh Thánh nói như này: nếu như các con có đức tin bằng hạt cải ấy, thì các con nói với ngọn núi này rằng nó nhấc mình lên và quăng xuống biển thì nó sẽ rơi xuống. Và khi tôi đêm qua Chúa dạy tôi câu này, ngày xưa khi tôi mới tin Chúa, tôi hỏi cái ngọn núi này làm sao mà nó tự nhấc lên mà nó quăng xuống được. Và các vị lãnh đạo của tôi ngày xưa cách đây 20 năm dạy tôi rằng cái ngọn núi đó rất là thiêng liêng anh chị em ạ. Ngọn núi đó là ngọn núi nan đề đấy, ngọn núi đau khổ, ngọn núi nợ nần, ngọn núi này ngọn núi kia đấy. Thì chỉ cần cầu nguyện bởi đức tin thì cái ngọn núi nợ nần nó ra khỏi. Và tôi tin điều đó. Nhưng ngày hôm qua Chúa dạy tôi, nó không chỉ là ngọn núi nan đề anh chị em ạ, nó còn là ngọn núi vật chất luôn. Nếu như con dám tin cái ngọn núi đó nó sẽ quăng xuống thì nó sẽ quăng xuống. Và tôi đã hiểu điều này khi Chúa dạy, nếu con tin ta ban cho con ấy, con chỉ cần tin thôi và không cần phải hỏi tại sao, thì ta sẽ ban cho con. Bởi vì sao? Tôi nhớ trong Kinh Thánh, khi mà Sauler và Jonathan bị chết trên đồi
bỗng dưng quên rồi. Và bị chết trên cái đồi đó thì David đau khổ khóc lóc vì cha vợ của mình và bạn thân của mình đã bị giết ở cái đồi đó. Goliath đồi gì đó, tôi quên mất rồi. Và anh chị biết không, khi David rất đau khổ vì cái sự việc đó và ông cầu nguyện một cái điều như ông rủa xả như thế, cái đồi đó sẽ không có xương móc giáng xuống nữa, có nghĩa là sẽ không trồng trọt được bất cứ một cái gì ở cái đồi đó nữa, trong khi đó cái đồi đó đang rất bình thường. Và sau đó anh chị em biết không, cho đến thời điểm này khoa học chứng minh cái đồi đó là cái đồi mà David rủa xả cho đến bây giờ luôn nhá. Bao nhiêu ngàn năm rồi anh chị em ạ, nó không mọc được một cái cây nào, dù người ta đã cố gắng để cải thiện, nó vẫn không thể mọc được một cái cây nào. Có nghĩa là cái lời công bố của chúng ta rất có năng quyền. Và tôi nhớ lại cái lời cầu nguyện của, cái lời công bố của Chúa cho cây vả ấy, là ta, Chúa cầu nguyện, Chúa nói, không phải Chúa cầu nguyện mà Chúa nói rằng là từ nay trở đi sẽ không còn ai ăn trái của mày nữa. Nhưng anh chị em có nhìn thấy không, là nó không ngay lập tức đúng không ạ? Có nghĩa là tận ngày hôm sau. Và đêm qua Chúa dạy tôi cái ngọn núi trong câu kinh thánh đó ấy, nếu như con tin nó sẽ phải rời đi. Đây tôi nói cái điều này không, có thể là anh chị em không tin, nhưng đây là cái quan điểm cá nhân riêng của tôi thôi. Tôi cầu nguyện cho cái dọc đường viện 3 ở Hà Đông của tôi, anh chị em biết là với gần cái bệnh viện bỏng, nó cũng có một cái dãy đường. Nếu như anh chị em về cái khu viện 3 của chúng tôi ở Hà Đông, anh chị em sẽ thấy nhá, bên trái bên phải nhá, các cái phòng khám đa khoa phụ nữ ấy, phòng khám thai ấy, anh chị em biết không, nó căng những cái biển nạo phá thai, hút thai, hút thai an toàn, hút thai, hút thai. Và anh chị em, tôi đi qua mỗi lần tôi thật sự anh không thể chịu nổi. Tôi giơ tay, tôi chỉ tay đích danh vào một cái quán to nhất, hoành tráng nhất ở đó. Tôi nói nhân danh của Chúa Giêsu, mày phải rời khỏi khu vực này, mày phải bị đóng cửa khỏi cái khu vực này. Bởi vì nó đã hút rất nhiều những thai nhi, đã giết rất nhiều những bào thai ở đó. Và anh chị em biết không, tôi nói như vậy không có nghĩa là nó đóng cửa ngay, đúng không ạ? Mà một thời gian sau khi tôi quay lại, nó đóng cửa. Có nghĩa là cái núi đó có thể lúc đó chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin, nó không sập xuống ngay. Bởi một tác động nào đó của tạo hóa, của thiên nhiên, của con người, nó cũng có thể được san bằng mà. Con người bây giờ làm được tất cả những cái điều đó, chỉ cần tôi tin là được, đúng không anh chị em? Vậy khi tôi nhìn ra điều này, tôi nói với Chúa, tôi nhớ một người chị em trong đội nhóm ở đây có nói với tôi là người chị em có ao ước sẽ xây rất nhiều chung cư. Điều này có thể nếu như chúng ta tin. Và Chúa nói với tôi ngày hôm qua, con không chỉ có một căn hộ, mà nếu con xin ta, con tin, con sẽ có nhiều căn hộ. Nếu như anh chị em tin, amen anh chị em, chỉ cần kinh thánh nói rằng nếu con đức tin bằng hạt cải và con nói với điều này rằng ấy, và ra lệnh cho nó đến. Anh chị em đã bao giờ thử ra lệnh mà một điều gì đó đến với anh chị em chưa? Đã bao giờ cầu nguyện công bố và nhìn thấy hình ảnh và điều đó đến với anh chị em chưa ạ? Có chị Hạnh đúng không ạ? Ít nhỏ, ít. Anh chị em hãy cầu nguyện nhé. Hãy cầu nguyện với Chúa, hãy nhìn thấy hình ảnh đó. Anh chị em đang xin Chúa ngôi nhà, hãy nhìn thấy nó và nói với Chúa. Và ra lệnh trong lời cầu nguyện nó phải đến. Ra lệnh nó đến. Và tôi đã từng cầu nguyện rất nhiều lần những điều tôi nhìn thấy và tôi ra lệnh. Và nó trong cái thế giới thuộc linh, Chúa đưa nó đến với tôi. Nhưng trong quá trình đưa đến, anh chị em đừng bao giờ hỏi tại sao nhé. Có những người bị chặn đấy. Thật đó. Ở trong Daniel đó, bị chặn. Nhưng mà ông ấy không bỏ cuộc trong sự cầu nguyện đâu. Ông tiếp tục cầu nguyện, không bao giờ ông hỏi Chúa. Một cái chi tiết này nữa, khi mà người ta nói là cái tượng đài bên Tê Sát Xa, cái tượng đài mà nếu như không thờ cúng, không quỳ xuống thì Daniel sẽ bị xử tử. Và khi ông nghe thì thông tin đó, anh chị em biết ông làm gì không? Chẳng sợ. Tiếp tục lên phòng cao cầu nguyện ngày 3 lần liền. Đấy, tinh thần là như thế. Cho dù hoàn cảnh như thế nào, không quan trọng. Cầu nguyện vẫn cứ cầu nguyện. Hoàn cảnh như nào không quan trọng, Chúa vẫn là trên hết. Và ông không rung động, ông không rúng động. Thị trường như thế nào, tất cả mọi thứ như thế nào, ông không rúng động. Ông chỉ tin thôi là Chúa nói với ông điều gì, ông làm theo như điều đấy. Salomon dặn rằng cứ một ngày ông lên cầu nguyện và hướng cái cửa sổ về cái đền thờ của Chúa, ông làm như vậy. Có nghĩa là Chúa nói gì ông làm, còn không quan tâm vua nói gì, tôi chết cũng được. Nhưng mà ông tin là ông không chết. Nên là khi tôi học được cái tấm gương này của Daniel anh chị em, chúng ta phải có một tinh thần cầu nguyện như vậy. Amen anh chị em. Amen. Xin mời cô ba anh chị em chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện nha. Anh chị em có muốn cầu nguyện dốc đổ bây giờ không ạ? Muốn cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài sức dầu thần cầu nguyện của Chúa trên môi miệng của anh chị em không? Khi hôm qua tôi cầu nguyện anh chị em, thật sự tôi cảm thấy là sướng lắm anh chị em ạ. Vui thích vô cùng, đúng là trong Ngài con có trọn sự khoái lạc. Và tôi không kiểm soát được thân thể của mình tối ngày hôm qua. Tôi cảm thấy rằng Chúa động chạm trong cái sự cầu nguyện của chúng ta rất là mạnh mẽ. Nếu như chúng ta hiểu và xin Chúa điều này và cầu nguyện với Chúa để con không tiếc với Chúa thời gian, con không quan tâm không gian và thời gian, con muốn đến với Chúa ngay giờ phút này. Và giờ này tôi và anh chị em sẽ cùng nhau đến cầu nguyện với Ngài. Hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện,
hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con được đắc thắng ở trong danh của Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện, hallelujah. Kẻ thù có răng bẫy, nhưng chúng con không sợ hãi, vì Chúa nói với chúng con rằng Ngài sẽ nâng chúng con lên nơi cao. Ngài sẽ giải cứu chúng con. Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu những người kính sợ Ngài. Trong danh của Chúa Giê-xu, anh chị em có thể nhìn thấy những cái bẫy mà điểm yếu anh chị em có thể có. Những cái bẫy đó là những cái bẫy về tài chính. Có những cái bẫy mang tên tài chính điện tử. Có những cái bẫy mà khiến anh chị em muốn tiếp tục bước vào. Có những cái bẫy liên quan đến tình yêu nam nữ. Có những cái bẫy liên quan đến sự phạm tội, sự tham lam. Anh chị em nhìn thấy những cái bẫy đó, hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi giúp con. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi con yếu đuối. Chúa ơi con cầu nguyện để xin Chúa gìn giữ con, để con không bước vào cái bẫy này. Trong danh của Chúa Giê-xu, hallelujah. Anh chị em hãy tự do đến với Chúa giờ này cầu nguyện. Nếu như anh chị em tin điều này, anh chị em không quan tâm đến người bên trái, bên phải của anh chị em. Nếu như anh chị em có thể thì hãy nhắm mắt của mình lại, cầu nguyện với Chúa. Nếu như anh chị em có thể thì đừng nghe những lời cầu nguyện của người bên cạnh. Nếu như anh chị em có thể đừng nghe những điều ở đằng sau của anh chị em. Hãy tập trung vào Chúa giờ phút này. Chúng ta sẽ cùng nhau tự do tìm kiếm Chúa và nói chuyện với Ngài. Và nói chuyện với Ngài, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ nói chuyện với anh chị em. Chúa Ngài sẽ bày tỏ cho anh chị em con đường mà anh chị em phải đi. Lời Chúa nói rằng Chúa là đấng dẫn đường cho anh chị em. Chúa Ngài nói với anh chị em rằng đây là đường con ơi. Đây là đường mà con sẽ đi. Đây là đường mà con cần phải đi. Đây là con đường mà ta chọn cho con. Chúa ơi con đến cầu nguyện với Ngài, hallelujah. Chúa ơi xin thăm viếng anh chị em của chúng con giờ này. Hãy động chạm đến môi miệng của họ để thần của sự cầu nguyện giáng đổ trên những người này, Chúa ơi. Con cầu nguyện Chúa ơi để anh chị em của chúng con là những người nam, những người nữ mạnh mẽ trong sự cầu nguyện, là những người chiến thắng trong sự cầu nguyện, là những người thịnh vượng trong sự cầu nguyện. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúng con đến với Chúa trong sự tự do. Không một điều gì cản trở chúng con được, Chúa ơi. Hallelujah. Hãy nói chuyện với chúng con. Hãy trò chuyện với chúng con, Chúa ơi. Hallelujah. Chớ để điều gì cản trở sự cầu nguyện của chúng con với Ngài. Hallelujah. Chúa ơi. Chúa ơi, công việc. Rất nhiều việc, gia đình, con cái. Chúa ơi, quá nhiều việc khiến chúng con không dành thời gian đến cầu nguyện với Chúa. Và giờ này con cầu nguyện để xin Chúa thêm sức cho anh chị em con. Ngài ban sức mới cho anh chị em con. Ngài ban sức khỏe cho anh chị em con. Để anh chị em con ý thức được sự cầu nguyện cùng với Chúa mỗi ngày. Để anh chị em con đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Định ra thời gian để cầu nguyện với Chúa mỗi một ngày. Và không thể thiếu Chúa, không thể thiếu sự cầu nguyện được, Chúa ơi. Xin hãy thay đổi nếp sống của anh chị em con. Hãy thay đổi đời sống của anh chị em con. Hãy thay đổi chúng con trong danh của Chúa Giê-xu. Trong danh của Chúa Giê-xu, trong danh của Chúa Giê-xu, con cầu nguyện Chúa ơi, con cầu nguyện để trong anh chị em con đây không một ai là yếu đuối. Nhưng mà Chúa ơi, con biết ơn Chúa vì hội thánh của Chúa tại đây, của những con người biết cầu nguyện, của những con người biết thờ phượng, của những con người biết tìm kiếm Chúa. Hallelujah, anh chị em có thể tự do cầu nguyện, anh chị em có thể tự do cầu nguyện tiếng lạ. Anh chị em có thể tự do cầu nguyện với Chúa. Anh chị em hãy tự do nói chuyện với Ngài. Vì chỉ có một mình Chúa nghe anh chị em mà thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến cầu nguyện với Chúa. Hallelujah. Một cách mạnh mẽ, một cách xác quyết, một cách rõ ràng trong danh của Chúa Giê-xu. Hallelujah. 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 Hãy đầy dẫy chúng con trong danh của Ngài. Hãy đầy dẫy căn phòng này Chúa ơi. Hallelujah. Ba để kê để kê để kê để kê để kê để kê. Ô để kê ma ba 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 ba. Ô cho con cầu nguyện để lửa giáng đổ trên người anh em của con. Để lửa của Chúa giáng đổ trên người nam này trong danh của Chúa Giê-xu. Con cầu nguyện Chúa ơi. Để ngay giờ phút này Chúa ơi, lửa Thánh Linh của Chúa đến trên người anh em của con. Lửa Thánh Linh của Chúa giáng đổ trên người anh em của con. Để người này không chạy được khỏi Ngài Chúa ơi. Bởi có nhiều sự cầu nguyện. Hallelujah. 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 Anh chị em tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại.
Hallelujah, 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 ba 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 ba. Ore ke ne ke ba 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 ba. Ore ke se ke ba 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 ba. Ore ke de ba 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 ba. Oshe ke de ba 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 ba. Ore ke na ba 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 ba. Ore ke ma are ke se de ke ma ba ba. Ore ke de ke ba 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 ba. Trong Ngài chúng con có sự tự do, trời. Hallelujah. Trong Ngài chúng con có sự tự do. Trong Ngài chúng con có sự tự do. Hallelujah. Ba khe se be 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 be. Ore ba 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 ba. Ore khe de be 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 be. Ore be be be. Ore be 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 be. Ore khe se de khe ba ba. Ore be 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 de khe se khe be 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 be. Ore ba 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 ba. Chi khe de khe ma 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 ba 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 ba. Ore ken de ke de ke de ke de ke de ke de ke. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ore ke ma ba 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 ba. Ore ke de ke de ba 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 ba. She ke ne ba 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 ba. Ore ke de ke ba 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 ba. Chúa ơi, giáng đổ trên anh chị em con. Hãy động chạm đến họ trong danh của Ngài. Ore ke ba 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 ba. Chúa ơi, con cầu nguyện Chúa ơi, để Ngài tiếp tục động chạm đến họ ngay giờ phút này. Thánh Linh của sự vui mừng đến trên họ. Hallelujah. 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 Tôi nhìn thấy một số các chị em đã gọi được sự hiện diện của Ngài, đã gọi được lửa đến trên sự cầu nguyện của chúng ta. Hãy tiếp tục cầu nguyện. Hãy tiếp tục cầu nguyện. Hãy tiếp tục cầu nguyện. Hãy tiếp tục nói chuyện với Chúa. Hãy tiếp tục đến với Chúa. Hallelujah. Đừng để điều gì cản trở trong sự cầu nguyện. Đừng để cho bất cứ điều gì cản trở anh chị em trong thời giờ cầu nguyện. Oreke ba 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 ba. Con cầu nguyện Chúa tiếp tục thăm viếng anh chị em của con, Chúa ơi. Con cầu nguyện để xin Chúa tiếp tục thăm viếng anh chị em của con đây, Chúa ơi. Để kích hoạt sự cầu nguyện đến trên họ trong danh của Chúa Giêsu. Để kích hoạt sự cầu nguyện đến trên anh chị em con. Để kích hoạt đời sống cầu nguyện đến trên anh chị em của con. Để kích hoạt đời sống cầu nguyện ở trong anh chị em của con. Chúa ơi, hallelujah. Chúa ơi, Ngài biết rằng kẻ thù rất sợ khi anh chị em con cầu nguyện. Và con cầu nguyện để họ là những người nam, những người nữ biết cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Là những người yêu thích sự cầu nguyện, Chúa ơi. Yêu thích sự hiện diện của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện. Vì lời Ngài nói với chúng con rằng Ngài là thần, nên hãy thờ phượng Ngài thì lấy tâm thần và lẽ thật mà cầu nguyện. Chúa, con cầu nguyện để anh chị em của con tìm kiếm Chúa giờ này, để lòng của họ kết nối với Thánh Linh của Ngài. Hallelujah. Ore ke ba 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 ba. O se de ba re ke se de ke ma a re ke de de de. O se ke ma re ke de ke de ba a re ke se de de. Ore ke ma a re ke se ke de ke ma ba 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 ba. Đừng ngăn cản những giọt nước mắt chảy trên mắt của anh chị em. Đừng ngăn cản khi mắt của anh chị em rỏ những giọt nước mắt. Đừng ngăn cản khi anh chị em muốn cười ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đừng ngăn cản điều đó. Hallelujah. Ore ke ba are ke se de ba 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 ba. Hãy cho chúng con được tan chảy trong Chúa. Hãy cho chúng con được tan chảy ở trong Chúa. Hãy cho chúng con được ngập chìm trong Ngài, Chúa ơi. Hallelujah. 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 Ba re ke ba 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 ba. Ore ke ba re ke se ke ma ma ba ba ba. Che ke de ke de ke de ke ma ba 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 ba. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ke de ke ba 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 ba. Ore ke se de ke ma ba ba ba. Che ke de ke de ke de ke ma ba 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 ba. Ore ke de ke de ke de ke de ke che ke de ke ma ba ba ba. Che de ke ne ke ma ma ba 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 ba. Hallelujah. O shakara pa 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 pa. O shakara pa 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 pa. O ra pa 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 pa. O shakara pa 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 pa. O chok chok kar ngay đã đắc thắng rồi chứ ơi. Hallelujah. O shakara pa 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 pa. Sư đệ đệ bê bê mê ha ma ha ma ha ma ha ma ha ma ha ri ke ho ri ke ni ke ma ha ri ke sê ke ni ke ma ha ke sê ke ni ke ma 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 ho ri ke ni ke ni ke ni ke ma 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 ma. Con chẳng vượt đường giữa chúng dương kiếp đáp
và con ngước mắt lên cầu khấn danh Ngài giữa đêm bình ngủ và màn đêm chấm dứt, ánh sáng soi nhân tình, xóa hết bao đau buồn, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Mọi sự đã đến lúc đoàn kết đã xương biển. Giê-xu Christ đang sống muôn đời. Nào người có thể tưởng, nào người có thể tưởng muôn ân điên lớn lao. Nào lòng có thể thấu cứu ơn diệu kỳ. Ngài là Chúa ca Chúa, vì nhân thế xuống đây để gánh thay tội kết ôn. Thập tự nơi Chúa chết, thứ tha bao tội tình. Chúa của muôn vua gọi tôi thuộc Ngài. Mọi sự đã đến lúc thuộc về Chúa bài thôi. Giê-xu Christ đang sống một đời. Hallelujah! Hallelujah! Người đang đã tìm Chúa mua con. Hallelujah! Sự chết chẳng còn buộc trên con. Chúa phá tan mọi xiềng xích ấy. Nay sự cứu trong danh của Ngài Giê-xu Christ đang sống mùa. Hallelujah! Hallelujah! Người đang đã tìm chuộc mùa con. Hallelujah! Sự chết chẳng còn buộc trên con. Chúa phá tan mọi xiềng xích ấy. Nay sự cứu trong danh của Ngài Giê-xu Christ đã sống muôn đời. Hallelujah! Hallelujah! Người đang đã tin chuộc mùa con. Hallelujah! Sự chết chẳng còn buộc trên con. Chúa phá tan mọi xiềng xích ấy. Nay sự cứu trong danh của Ngài Giê-xu Christ đã sống muôn đời. Hallelujah! Anh chị em hãy hát cho Chúa từ giờ này. Hãy hát bài hát này để tôn vinh và thờ phượng Ngài, để đắc thắng cho Chúa của chúng ta. Bởi vì Chúa Giê-xu, Ngài đã đắc thắng rồi. Hallelujah! Hãy lớn tiếng để cầu nguyện. Hãy lớn tiếng để hát cho Ngài. Hãy lớn tiếng để thờ phượng Ngài. Hallelujah! Ngài sự sáng đã đến. Hallelujah! Ngasara pa 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 pa. Hallelujah. Ngày sự sáng đã đến từ nơi chốn đâm niềm. Nọc sự chết đã hết, Chúa đã sống lại. Ngài gầm vang tiếng thét, kìa sự tư sù đã công bố mà quyền chẳng thể áp. Ngày sự sáng đã đến, ngày sự sáng đã đến từ nơi chỗ đâm niềm. Nộp sự chết đã hết, Chúa đã sống lại. Ngài gầm vang tiếng thét, kìa sự tư sù đã công bố mà quyền chẳng thể áp trên con. Giê-xu ơi, Giê-xu ơi, Ngài đã đắc thắng rồi. Hallelujah! Người đang đã tìm chuộc mua con. Hallelujah! Sự chết chẳng còn buộc trên con.
Chúa Phật tần mọi xiềng xích ấy, nay sự cứu trong danh của Ngài, Giê-xu ơi, đã sống muôn đời. Hallelujah, người đấng đã tìm chuộc mua con. Hallelujah, sự chết chẳng còn buộc trên con. Chúa phá tan mọi xiềng xích ấy, nay sự cứu trong danh của Ngài, Giê-xu Christ đã sống muôn đời. Hallelujah, hallelujah, người đấng đã tìm chuộc mua con. Hallelujah, sự chết chẳng còn buộc trên con. Chúa phá tan mọi xiềng xích ấy, nay sự cứu trong danh của Ngài, Giê-xu Christ đã sống muôn đời. Hallelujah, hallelujah, người đấng đã tìm chuộc mua con. Hallelujah, sự chết chẳng còn buộc trên con. Chúa phá tan mọi xiềng xích ấy, nay sự cứu trong danh của Ngài, Giê-xu Christ đã sống muôn đời. Giê-xu, Giê-xu Christ đã sống muôn đời. Phải Chúa tôi là đã sống muôn đời. Phải Chúa của chúng ta là đấng sống muôn đời. Đức Chúa Giê-xu Christ ngày hôm qua, ngày hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, đúng không ạ? Chúa không hề thay đổi. Chúa giải cứu dân của Ngài và Ngài cũng sẽ vẫn đến giải cứu chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta cầu nguyện với Ngài. Và khi cầu nguyện, tôi biết một số anh chị em đứng đây, chúng ta đã bắt gặp được sự hiện diện của Chúa. Chúng ta đã được Chúa Ngài động chạm. Anh chị em đã được Chúa đưa vào trong nơi cầu nguyện sâu nhiệm hơn nữa. Hãy giữ điều này buổi tối ngày hôm nay. Hãy về, đóng cửa phòng kín của anh chị em lại. Đi quanh căn phòng đó, hãy cầu nguyện với Chúa, hãy nói với Chúa những điều mà ngày hôm nay Chúa hứa với anh chị em ở đây. Tôi biết Chúa đã nói một số điều với các chị em, có thể Chúa đã hứa điều gì đó cho anh chị em, tôi nhìn thấy anh chị em đang sở hữu điều đó. Tối nay hãy về đóng cửa lại, cầu nguyện với Chúa. Ngài nói với con điều này, Ngài nói với con điều kia. Chúa, con cầu nguyện để con tiếp nhận điều này. Một số người đã được Chúa dẫn đưa vào điều đó. Tôi nhìn thấy ngọn lửa của Chúa ở trên một số anh chị em chúng ta ở đây. Hãy tiếp tục, ai chưa cảm nhận được điều gì hãy tối, hãy về nhà của mình cầu nguyện được không ạ? Cầu nguyện trong phòng riêng của mình, hãy giữ lửa này. Anh chị em bước ra khỏi căn phòng này, không phải thế là hết. Nhưng chúng ta sẽ mang sự hiện diện của Chúa đến mọi nơi chúng ta đến. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn ở cùng với chúng ta.